Năm 2023, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức cá nhân với tổng giá trị hỗ trợ trên 7,3 tỷ đồng. Cụ thể, trao tặng trên 10,6 nghìn xuất quà Tết, hỗ trợ sửa chữa 8 ngôi nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 800 hội viên, hỗ trợ khó khăn đổ xuất, điều trị bệnh hiểm nghèo cho hội viên. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2024, hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như hưởng ứng phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam năm 2024 do Trung ương hội phát động, tăng cường vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin năm 2024, nắm bắt gia cảnh nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.